Trong khởi nhập, trong nhập khởi như vậy đều là cảnh giới tự tại của tam muội này. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này lại có vô lượng cảnh giới đủ thứ sự khác biệt. Đó là tại một nhập định từ nhiều xuất định, tại nhiều nhập định từ một xuất định, tại đồng nhập định từ khác xuất định, tại khác nhập định từ đồng xuất định, tại tế nhập định từ thô xuất định, tại thô nhập định từ tế xuất định, tại đại nhập định từ tiểu xuất định, tại tiểu nhập định từ đại xuất định, tại thuận nhập định từ nghịch xuất định, tại nghịch nhập định từ thuận xuất định, tại không thân nhập định từ có thân xuất định, tại có thân nhập định từ không thân xuất định, tại không tướng nhập định từ có tướng xuất định, tại có tướng nhập định từ không tướng xuất định, tại trong khởi nhập định từ trong nhập xuất định. Nhập định xuất định như vậy đều không ngạn nhau, đó là cảnh giới tự tại của tam muội này. Phật tử ví như nhà huyễn thuật, trì chú được thành tựu có thể hiện ra đủ thứ hình tướng khác nhau, chú với huyễn khác nhau mà làm huyễn được, tuy chú là tiếng mà có thể huyễn làm nhãn thức, biết đủ thứ các sắc, nhĩ thức biết được đủ thứ các tiếng, tĩ thức biết được đủ thứ các mùi, thiệt thức biết được đủ thứ các vị, thần thức biết được đủ thứ các xúc, ý thức biết được đủ thứ cảnh giới. Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng lại như thế, trong đồng nhập định, trong khác khởi, trong khác nhập định, trong đồng khởi. Các Phật tử ví như nhà huyễn thuật trì chú ngữ, có thể tự không hóa có, tự có hóa không, có thể hiện ra đủ thứ hình tướng khác nhau. Giống như một bình không có rượu, ông ta niệm chú thì trong bình tự nhiên có rượu, lại đem một hạt giống hoa trồng xuống đất, lập tức đâm chồi nảy mầm, ra cảnh ra lá, đơm hoa kết trái, trong khoảnh khắc liền thành tựu. Lại có thể ở trong lửa sinh ra hoa sen rất đẹp, cảnh giới này đều do huyễn tướng chỉ chú mà hiện ra. Chú và huyễn tướng tùy khác nhau, nhưng chú có thể làm huyễn tướng, niệm chú chỉ là âm thanh mà làm ra đủ thứ cảnh giới hư vọng. Nhãn thức biết đủ thứ các màu sắc, nhĩ thức biết được đủ thứ các tiếng, tĩ thức biết được đủ thứ các mùi, thiệt thức biết được đủ thứ các vị, thần thức biết được đủ thứ các xúc, ý thức biết được đủ thứ cảnh giới. Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng lại như thế, ở trong đồng nhập định từ trong khác xuất định, ở trong khác nhập định từ trong đồng xuất định. Đây là cảnh giới xuất định nhập định tại tâm như ý, không thể nghĩ bàn. Phật tử ví như khi trời 33 đánh nhau với Atula, chư thiên thắng lợi, Atula thua trận. Vua Atula, thần cao lớn 700 do tuần, 4 binh vây quanh vô số ngàn vạn, dùng sức huyễn thuật đem tất cả quân lính cùng nhau chạy trốn trong lỗ ngó sen. Đại Bồ Tát cũng là như thế, đã khéo thành tựu các huyễn trí địa. Huyễn trí tức là Bồ Tát, Bồ Tát tức là huyễn trí, cho nên có thể ở trong pháp không phân biệt nhập định, ở trong pháp phân biệt khởi, ở trong pháp phân biệt nhập định, ở trong pháp không phân biệt khởi. Các vị Phật tử ví như khi Đế Thích trời 33 đánh nhau với Atula, thì chư thiên thường thắng lợi. Có lúc Atula chiến thắng, trời Đế Thích không cách nào kháng cự, bèn đến chỗ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật nói cho ông ta một câu chú niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, dịch ra nghĩa là đại trí huệ đến bờ kia. Maha nghĩa là đại, Bát Nhã là trí huệ, Bà La Mật Đa là đến bờ kia. Đế Thích trở về trời 33 bèn nói với binh trời tướng trời rằng, khi các vị gặp binh lính Atula thì hãy thành tâm niệm Maha Bát Nhã Bà La Mật Đa. Đây là pháp mà Đức Phật ban tặng để đánh lui quân địch. Ngày thứ hai lại đánh với Atula, binh trời tướng trời đều niệm câu chú này, quả nhiên linh nghiệm, binh lính Atula thua bỏ chạy. Tại sao? Vì binh trời tướng trời thân đều phóng ra ánh sáng rất mạnh, binh lính Atula không thể nào mở mắt ra được, cho nên bại trận bỏ chạy. Atula dịch là vô đoan chánh, vì tướng mạo của người nam rất là xấu xí, ngũ quan chẳng đoan chánh, song nữ Atula rất xinh đẹp, ai thấy cũng đều thương mến. Vợ đẹp của trời Đế Thích là con gái của vua Atula, do đó có thể biết người trời vẫn còn dục tham luyến sắc đẹp. Chư thiên đến được cõi sắc giới mới dứt được sắc dục. Người ở cõi sắc giới là hóa sinh, chỉ có diệu sắc thân, chứ chẳng còn nam nữ khác nhau. Vua Atula thân cao lớn 700 đại do tuần, lại có 4 thứ binh, tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, vây quanh vô số ngàn vạn. Vua Atula dùng sức huyễn thuật đem tất cả quân lính cùng nhau chạy trốn trong lỗ ngó sen. Đây là cảnh giới lớn nhỏ vô ngại, tức cũng là cảnh giới trong lớn có thể hiện nhỏ, trong nhỏ có thể dùng lớn, dùng nạp với nhau không ngại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì tu hành căn lành cho nên thành tựu tất cả huyễn trí địa, tức cũng là trí huệ thần thông. Huyễn trí tức là Bồ Tát tức là huyễn trí. Vì vậy cho nên có thể ở trong Pháp không phân biệt nhập định, từ trong Pháp phân biệt xuất định. Ở trong Pháp phân biệt nhập định, từ trong Pháp không phân biệt xuất định. Đó là thần thông diệu dụng của Bồ Tát tu, đã đạt đến cảnh giới nhậm vận tự tại. Tóm lại, muốn như thế nào thì như thế đó, chẳng có mọi sự chướng ngại. Đó là do trí huệ biến hóa, chứ chẳng phải do thức biến hóa. Phật tử ví như nông phu, trong ruộng gieo giống xuống, hạt giống ở dưới, quả sinh ở trên. Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng là như thế, trong một nhập định, trong nhiều khởi, trong nhiều nhập định, trong một khởi. Các vị Phật tử ví như nông phu, trong ruộng đất gieo hạt giống ngũ cốc xuống, trồng hạt giống ở dưới đất, quả thật sinh trưởng ở trên đất. Đây là luật nhân quả tự nhiên. Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng lại như thế, có thể ở trong thân một chúng sinh nhập định, từ trong thân nhiều chúng sinh xuất định. Ở trong thân nhiều chúng sinh nhập định, từ trong một thân chúng sinh xuất định, chẳng có chướng ngại. Phật tử ví như tình cha huyết mẹ của nam nữ hòa hợp, hoặc có chúng sinh ở trong đó thọ sinh, bây giờ gọi là Ca La Lã Vị. Từ đây lần lượt trụ ở trong thai mẹ đầy đủ 10 tháng. Do sức nghiệp thiện nên tất cả chi phần đều được thành tựu các căn không thiếu, tâm ý sáng tỏ. Cả là lã với 6 căn, thể tướng đều khác nhau do nghiệp lực, khiến cho lần lượt thành tựu thọ đủ thứ các loại quả báo khác nhau. Bồ Tát cũng lại như thế, từ nhất thiết trí Ca La Lã Vị, tin hiểu nguyện lực, dần dần tăng trưởng. Tâm của Bồ Tát rộng lớn, nhậm vận tự tại, trong không nhập định, trong có khởi, trong có nhập định, trong không khởi. Các vị Phật tử ví như khi tình cha huyết mẹ của nam nữ hòa hợp, hoặc có một thân chung ấm thọ sinh, lúc đó thức thọ sinh gọi là Ca La Lã Vị. Từ đó bắt đầu dần dần được sống. Đầy đủ 10 tháng sinh ra thế gian này, tiếp thọ các sự khổ, nhưng chúng sinh vẫn cứ lấy khổ làm vui. Thực thật quá trình của đời người là trước hết bắt đầu từ vô minh. Vô minh tức là vọng tâm tham ái của nam nữ. Vô minh duyên hành, hành tức là tánh hành vi. Nam nữ yêu nhau kết thành vợ chồng, để nối dõi giống nòi nên có hành vi này. Hành duyên thức, thức tức là bào thai, tình cha huyết mẹ kết tinh thể, tức cũng là nơi ký thác thọ sinh của thân trung ấm. Thức duyên danh sắc, bào thai ở trong bụng mẹ sinh ra hệ thống thần kinh danh, còn sinh ra nhục thể sắc. Danh sắc duyên lục nhập, tất nhiên có trạng thái tâm lý và sinh lý thì đương nhiên sinh ra 6 căn, cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lục nhập duyên xúc, xúc là xúc giác, tức cũng là có sự tác dụng của tri giác. Khi đứa bé sinh ra thì da tiếp xúc với không khí, biết cảm giác lạnh nóng. Xúc duyên thọ, có tiếp xúc thì có cảm thọ, cảm thấy thọ tốt thì đi tranh lấy. Thọ duyên ái, vì lãnh thọ tất cả tốt đẹp nên tăng thêm tâm ái. Ái duyên thủ, có tâm ái rồi thì tìm hết biện pháp, hết tâm sức để tranh lấy, chiếm làm sở hữu của mình. Thủ duyên hữu, vì thủ lấy nên tạo ba nghiệp thân khẩu ý. Có nghiệp tạo rồi bèn có hạt giống thọ sinh, hữu duyên sinh, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Vì nhất thời hồ đồ bèn tạo ra nghiệp thọ sinh nên có quả báo lai sinh. Sinh duyên lão tử, lai sinh có thân nằm uẩn thì đương nhiên có sự uy hiếp lão tử. Từ nhỏ đến lớn, lên thành thiếu niên, từ thiếu niên thành thanh niên, từ thanh niên rồi già, cho già rồi chết đi. Đó là quá trình đời người phải đi qua, bất cứ người nào cũng không tránh khỏi. Đây là luật nhân quả ba đời tuần hoàn, sinh sinh từ tử sinh sinh, từ vô thủy kiếp đến này vĩnh viễn không dứt được gốc. Đó là vòng 12 nhân duyên sinh mạng. Người tu đạo tức là dứt sinh tử, không thọ khổ luân hồi. Làm thế nào để dứt sinh tử? Chỉ có một phương pháp, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đến lúc nhất tâm bất loạn thì có thể đối nghiệp vãng sinh về thế giới cực lạc. Hoa nở thấy Phật, ở đó hoa sen hóa sinh. Chẳng có con nít, chỉ hiện thân thể chính phẩm thành người. Ngoài ra còn có một phương pháp chấm dứt sinh tử, đó là tham thiền. Tham đến cảnh giới tứ thiền, chẳng biết đủ mà dừng lại. Đó vẫn là cảnh giới của phàm phu, phải tiếp tục dụng công phu tiến về trước, trải qua trời ngũ bất hoàn. Lúc đó vượt qua trời tứ không mà ra khỏi tam giới, sẽ dứt được phần đoạn sinh tử. Bây giờ đưa ra một vấn đề để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Tại sao người nam thương người nữ thương người nam? Có người nói đây là thiên tính. Khổng Tử đã nói tánh tham sắc vậy, đây là tham dục của con người. Bởi nhân duyên này cho nên chúng sinh do sắc dục mà sinh, do sắc dục mà chết. Ai phát được ải sắc dục, tận dục khử ái thì không bị 12 nhân duyên ràng buộc, sẽ được giải thoát. Con người sinh ra thế giới này đều là có nhân duyên, có người có duyên lành đến làm cha con hoặc mẹ con, có người có báo oán đến làm cha con hoặc mẹ con, cho nên có những con cái đến trả nợ, cũng có những con cái đến đòi nợ. Do đó không còn không cái không oan gia. Nếu nói về nhân quả thì có những sự việc hoàn toàn chân thật. Nay đưa ra một câu chuyện để tham khảo. Phong tục nhân gian trước kia hễ có lễ cưới, sinh con đám ma vân vân, đều thỉnh mời mấy thầy đến tụng kinh, mục đích là để được các tường nghĩ ý, tiêu tài sống lâu vãng sinh về cực lạc. Một ngày nọ, Hòa thượng Xã Thuận, sơ tổ của tông Hoa Nghiêm, đến nhà trai chủ ứng cúng. Thọ trai xong, vợ chồng trai chủ bồng em bé đến trước mặt Hòa thượng, thỉnh Hòa thượng từ bi gia trì cho em bé, muốn cho em bé được sống lâu giàu có. Hòa thượng dùng pháp nhãn quan sát biết nhân duyên của đứa bé. Đứa bé đó đến để đòi nợ. Vì muốn cho đôi bên giải trừ oán cừu, Hòa thượng bèn kêu vợ chồng trai chủ bồng đứa bé đến bờ sông. Hòa thượng ôm đứa bé liệng xuống sông. Lúc đó vợ chồng trai chủ khóc lóc kêu Hòa thượng đòi con lại. Hòa thượng nói với họ rằng các vị hãy trở về nhìn con của các vị đi. Vợ chồng trai chủ trở về nhìn xem thì ở trong nước hiện ra thân một người nam. Trợn mắt nói với vợ chồng đó rằng ai là con của các vị? 3 năm trước tôi là người buôn bán, ngồi thuyền của các vị qua sông. Các vị thấy tôi có tiền bèn sinh tâm bất lương, giết tôi cướp tiền của. Khi thuyền đến giữa sông bèn xô tôi té xuống sông để chiếm đoạt tài vật của tôi. Đời này tôi đến để đòi nợ. Này may mắn gặp Hòa thượng từ bi hòa giải cho chúng ta, bằng không nhất định tôi sẽ làm hại quý vị, nhà tan người mất. Nói xong không thấy tông tích nữa. Lúc đó vợ chồng như ngây như dại, rất là hổ thẹn. Bèn kính thỉnh Hòa thượng Xã Thuận làm pháp hội thủy lục không, siêu độ cô hồn dã quỷ, đều được vãng sinh. Từ đó về sau vợ chồng tụng kinh lễ Phật, ăn chay suốt đời. Thai nhi ở trong bụng mẹ mãn 10 tháng, do sức nghiệp thiện nên ngũ quan tứ chi đều được đầy đủ, ngũ tạng lục phủ đều thành tựu, các căn không thiếu, tâm ý minh bày tất cả sự lý. Cả là lã vị này với 6 căn thể tướng đều khác nhau, do nghiệp lực thiện đã tạo ra trong kiếp trước, khiến cho lần lượt thành tựu thai nhi, thọ đồng loại người hoặc loài khác, súc sinh, đủ thứ các loại quả báo khác nhau. Bồ Tát Tù, Bồ Tát Đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh cũng lại như thế, từ nhất thiết trí cả là lã vị, vì có nguyện lực tin hiểu dần dần tăng trưởng. Tâm của Bồ Tát đặc biệt rộng lớn, nhậm vận tự tại, tất cả đều tọa tâm như ý. Cảnh giới này chẳng có tơ hào chướng ngại. Ở trong chân không nhập định, từ trong diệu hữu xuất định. Ở trong diệu hữu nhập định, từ trong chân không xuất định, không có chướng ngại. Phật tử ví như cung rồng, nương đất mà lập, chẳng nương hư không. Rồng nương cung điện mà ở, cũng chẳng phải ở trong hư không, mà hay nổi mây đầy khắp trong hư không. Có người ngước nhìn thấy cung điện nên biết đó là thành của Càn Thát Bà, chẳng phải cung rồng. Phật tử, rồng tuy ở dưới thấp, còn mây răng trên trời. Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng lại như thế. Nơi không tướng nhập có tướng khởi, nơi có tướng nhập không tướng khởi. Các vị Phật tử ví như cung điện rồng ở trong biển, đường đất mà lập, chẳng phải ở trong hư không. Rồng nương cung mà ở, cũng chẳng phải ở trong hư không. Nhưng khi nổi mây mưa xuống thì mây răng đầy khắp trong hư không. Có người ngước nhìn lên hư không thấy có cung điện nên biết đó là thành thị của Càn Thát Bà, chứ chẳng phải cung điện của rồng. Các vị Phật tử, rồng tuy ở dưới biển nhưng khi nổi mây mưa xuống thì ở trên hư không, Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng là như thế. Nơi không tướng nhập, từ có tướng xuất định. Nơi có tướng nhập, từ không tướng xuất định, chẳng có chướng ngại. Phật tử ví như cung điện của Diệu Quang Đại Phạm Thiên Vương ở, gọi là nhất thiết thế gian tối thắng thanh tịnh tạng. Ở trong đại cung điện đó, thấy khắp các bốn thiên hạ trong 3.000 đại thiên thế giới: cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, cung cả thất bà, cung A Tu La, cung Ca Lông La, cung Khẩn Na La, cung Ma Hầu La Già, chỗ ở nhân gian và ba đường ác, núi Tu Di, đủ thứ các núi, biển cả, sông ngòi, ao đầm, nguồn suối, thành ấp, làng xóm, cây rừng, cát báu, tất cả đủ thứ sự trang nghiêm như vậy, tổ cùng hết thảy mà mé đại đơn vi cho đến du trần vi tế ở trong hư không, thảy đều hiện ra ở trong phạm cùng, giống như thấy mặt mình hiện ra trong gương sáng. Đại Bồ Tát trụ đại tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt này, biết đủ thứ cõi, thấy các vị Phật, độ đủ thứ chúng, chứng đủ thứ pháp, thành tựu đủ thứ hạnh, viên mãn đủ thứ giải, vào đủ thứ tam muội, khởi đủ thứ thần thông, được đủ thứ trí huệ, trụ đủ thứ sát na tế. Các vị Phật tử ví như cung điện của Diệu Quang Đại Phạm Thiên Vương ở, gọi là nhất thiết thế gian tối thắng thanh tịnh tạng. Ở trong đại cung điện đó, thấy khắp tất cả các bốn thiên hạ trong 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy cung điện trời, cung điện rồng, cung điện dạ xoa, cung điện Cản Thát Bà, cung điện A Tu La, cung điện Ca Lâu La, cung điện Khẩn Na La, cung điện Ma Hầu La Già, cùng với chỗ ở nhân gian và ba đường ác. Ở trong phạm cung đó lại thấy núi Tu Di, đủ thứ các núi, đủ thứ biển cả, đủ thứ sông ngòi, đủ thứ ao đầm, đủ thứ nguồn suối, thành ấp, làng xóm, cây rừng, các báu, vân vân. Tất cả đủ thứ sự trang nghiêm như vậy, tổ cùng hết thảy bờ mé đại luân vi cho đến dù chẳng vi tế tận cùng ở trong hư không, thầy đều hiện ra ở trong đại cung điện nhất thiết thế gian tối thắng thanh tịnh tạng của Diệu Quang Đại Phạm Thiên, giống như thấy tướng mặt mình hiện ra trong gương sáng. Đại Bồ Tát trụ đại tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt này, biết đủ thứ cõi Phật, thấy được các vị Phật, độ được đủ thứ chúng, chứng được đủ thứ pháp, thành tựu đủ thứ hạnh, viên mãn đủ thứ tri giải, vào được đủ thứ tam muội, sinh khởi đủ thứ thần thông, đắc được đủ thứ trí huệ, trụ tại đủ thứ sát na tế. Ở trên đưa ra 6 ví dụ: 1. Dụ về huyễn hiện 6 cảnh. 2. Dụ về A Tu La chạy trốn. 3. Dụ về nông phu gieo giống. 4. Dụ về thọ thai lớn lên. 5. Dụ về rồng ở dưới, mây ở trên. 6. Dụ về phạm cung hiện khắp. Đó là biểu thị Đại Bồ Tát thị hiện khi nhập vào đại tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt, có vô lượng cảnh giới, có đủ thứ sự khác biệt, nhậm vận tự tại, muốn nhập định lúc nào xuất định, nơi nào nhập định, nơi nào xuất định, đều tại tâm như ý, chẳng có chướng ngại. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Phật tử Đại Bồ Tát này đến được 10 thứ thần thông bờ kia. Những gì là 10? Đó là thần thông bờ kia đến được chư Phật tận hư không khắp pháp giới. Thần thông bờ kia đến được Bồ Tát rốt ráo không khác biệt tự tại. Thần thông bờ kia đến được hay phát khởi Bồ Tát hạnh nguyện rộng lớn vào Như Lai môn Phật sự. Thần thông bờ kia đến được hay chấn động tất cả thế giới, tất cả cảnh giới đều khiến cho thành tịnh. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại, biết nghiệp quả không nghĩ bàn của tất cả chúng sinh đều như huyễn hóa. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại, biết tam muội thô tế, nhập xuất tướng khác biệt. Thần thông bờ kia đến được hay dũng mãnh vào cảnh giới Như Lai mà ở trong đó phát sinh đại nguyện. Thần thông bờ kia đến được hay hóa làm Phật hóa, chuyển pháp luân, điều phục chúng sinh, khiến cho sinh giống Phật, khiến cho vào Phật thừa, sớm được thành tựu. Thần thông bờ kia đến được hay biết rõ bất khả thuyết tất cả bí mật câu văn mà chuyển pháp luân, khiến cho 100.000 ước na do tha bất khả thuyết pháp môn đều được thanh tịnh. Thần thông bờ kia đến được chẳng mượn ngày đêm, năm tháng kiếp số, một niệm đều có thể thị hiện 3 đời. Đó là 10. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát này đến được cảnh giới 10 thứ thần thông bờ kia. Bờ kia tức là Ba La Mật. Những gì là 10? Đó là: 1. Thần thông bờ kia đến được chư Phật tận hư không khắp pháp giới. 2. Thần thông bờ kia đến được Bồ Tát tự tại rốt ráo không khác biệt. 3. Thần thông bờ kia đến được hay phát khởi Bồ Tát hạnh nguyện rộng lớn vào môn của Như Lai, làm đủ thứ Phật sự. 4. Thần thông bờ kia đến được hay chấn động tất cả thế giới, tất cả cảnh giới đều khiến cho thanh tịnh. 5. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại, biết nghiệp quả không nghĩ bàn của tất cả chúng sinh đều như viễn như hóa. 6. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại, biết tất cả tam muội thô tế nhập xuất tướng khác biệt. 7. Thần thông bờ kia đến được hay dũng mãnh vào cảnh giới của Như Lai, mà ở trong đó phát sinh đại nguyện. 8. Thần thông bờ kia đến được hay hóa làm tướng Phật, hóa làm chuyển pháp luân, điều phục chúng sinh, khiến cho sinh giống tánh Phật, khiến cho vào diệu pháp của Phật thừa sớm được thành tựu. 9. Thần thông bờ kia đến được hay biết rõ bất khả thuyết tất cả bí mật câu văn, mà chuyển đại pháp luân, khiến cho trăm ngàn ức là do thà bất khả thuyết pháp môn đều được thanh tịnh. 10. Thần thông bờ kia đến được chẳng giả mượn ngày đêm năm tháng kiếp số, trong một niệm hoàn toàn đều có thể thể hiện ba đời, đó là cảnh giới 10 thứ thần thông bờ kia. Phật tử đó là Đại Tam Muội Trí Thiện Xả tất cả thân chúng sinh khác biệt thứ 8 của Đại Bồ Tát. Các vị Phật tử đó là Đại Tam Muội Trí Huệ Thiện Xả tất cả thân chúng sinh khác biệt thứ 8 của Đại Bồ Tát tu nhập vào. Thứ 9. Tam Muội Tự Tại Pháp Giới. Phật tử, thế nào là Tam Muội Tự Tại Pháp Giới của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Đại Tam Muội Tự Tại Pháp Giới của Đại Bồ Tát phải tu hành? Phật tử, Đại Bồ Tát này ở nơi con mắt của mình, cho đến nơi ý nhập tam muội gọi là tự tại Pháp Giới. Trong mỗi lỗ chân lông, nơi thân của Bồ Tát đều nhập tam muội này, tự nhiên biết được các thế gian, biết các pháp thế gian, biết các thế giới, biết ức na do tha thế giới, biết át a tăng kỷ thế giới, biết thế giới nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Thấy trong tất cả thế giới có Phật xuất hiện ra đời, Bồ Tát chúng hội thảy đều đầy rẫy, quang minh thành tịnh, thuần thiện không tạp, rộng lớn trang nghiêm, đủ thứ các bóng dùng để nghiêm sức. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, ở nơi con mắt của mình cho đến nơi ý của mình, nhập tam muội. Đại tam muội này tên gọi là tự tại Pháp Giới. Trong mỗi lỗ chân lông nơi thân của Bồ Tát đều nhập tam muội tự tại Pháp Giới, tự nhiên biết được cảnh giới của tất cả thế gian, biết được tất cả pháp thế gian, biết được tất cả thế giới, biết được ức na do tha thế giới, biết được a tăng kỷ thế giới, biết được thế giới nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật. Lại thấy được trong tất cả thế giới có Phật xuất hiện ra đời. Bồ Tát đại chúng pháp hội đều để dẫy khắp thế giới, vừa quang minh, vừa thanh tịnh, thuần thiện không tạp, vừa rộng lớn lại trang nghiêm, dùng đủ thứ các châu báu để nghiêm sức. Bồ Tát ở nơi đó hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, ước kiếp, trăm ngàn ước na do tha kiếp, vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, bất khả số kiếp, bất khả xừng kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết, Phật sát vi trần số kiếp, tu Bồ Tát hạnh thường không ngừng nghỉ. Bồ Tát ở trong chúng hội đạo tràng hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, ước kiếp, trăm ngàn ước na do tha kiếp, vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, bất khả số kiếp, bất khả xừng kiếp, bất khả từ kiếp, bất khả lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, Phật sát vi trần số kiếp. Trong thời gian dài này, Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh luôn luôn không ngừng nghỉ, cũng chẳng có khi nào nhàm mỏi. Đó là đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát. Tinh thần đó khiến cho mọi người khởi tâm kính phục. Lại ở trong vô lượng kiếp như vậy, trụ tam muội này cũng nhập, cũng khởi, cũng thành tựu thế giới, cũng điều phục chúng sinh, cũng rõ các pháp giới, cũng biết khắp ba đời, cũng diễn nói các pháp, cũng hiện đại thần thông, đủ thứ phương tiện không chấp không ngại. Vì nhà nơi pháp giới mà đắc được tự tại, khéo phân biệt mắt, khéo phân biệt tai, khéo phân biệt mũi, khéo phân biệt lưỡi, khéo phân biệt thân, khéo phân biệt ý, đủ thứ sự khác nhau như vậy đều khéo phân biệt tột cùng bờ mé. Bồ Tát lại ở trong vô lượng kiếp như vậy, khi trụ nơi tam muội tự tại pháp giới, cũng nhập định, cũng xuất định, cũng thành tựu thế giới, cũng điều phục chúng sinh, cũng rõ khắp pháp giới, cũng biết khắp ba đời, cũng diễn nói các pháp, cũng thị hiện đại thần thông, đủ thứ phương tiện cũng không chấp trước, cũng không chướng ngại. Bồ Tát ở trong pháp giới nhờ đắc được nhậm vận tự tại, cho nên khéo phân biệt mắt tai mũi lưỡi thân ý 6 căn, đủ thứ các căn khác nhau như vậy, Bồ Tát hoàn toàn phân biệt được tột cùng bờ mé. Cảnh giới đó Bồ Tát có đại trí huệ mới phân biệt rõ ràng được. Bồ Tát khéo thấy biết như vậy rồi, bèn sinh khởi 10.000 ước Đà La Ni Pháp Quang Minh, thành tựu 10.000 ước hạnh thanh tịnh, đắc được 10.000 ước các căn, viên mãn 10.000 ước thần thông, và được 10.000 ước tam muội, thành tựu 10.000 ước thần lực, trường dưỡng 10.000 ước các lực, viên mãn 10.000 ước thầm tâm, vận động 10.000 ước lực trì, thị hiện 10.000 ước thần biến, đầy đủ 10.000 ước Bồ Tát vô ngại, viên mãn 10.000 ước Bồ Tát trợ đạo, tích đọc 10.000 ước Bồ Tát tạng, chiếu rõ 10.000 ước Bồ Tát phương tiện, diễn nói 10.000 ước các nghĩa, thành tựu 10.000 ước các nguyện, sinh ra 10.000 ước hồi hướng, tịnh trị 10.000 ước Bồ Tát chánh vị, thấu rõ 10.000 ước pháp môn, khai thị 10.000 ước diễn nói, tu trị 10.000 ước Bồ Tát thanh tịnh. Bồ Tát khéo thấy biết như vậy rồi, bèn sinh khởi 10.000 ước Đà La Ni Pháp Quang Minh, thành tựu 10.000 ước hạnh thanh tịnh, đắc được 10.000 ước các căn, viên mãn 10.000 ước thần thông, và được 10.000 ước tam muội, thành tựu 10.000 ước thần lực, trường dưỡng 10.000 ước các lực, viên mãn 10.000 ước thâm tâm, vận động 10.000 ước lực trì, thị hiện 10.000 ước thần biến, đầy đủ 10.000 ước cảnh giới Bồ Tát vô ngại, viên mãn 10.000 ước Bồ Tát trợ đạo, tích tập 10.000 ước Bồ Tát tạng, chiếu rõ 10.000 ước Bồ Tát phương tiện, diễn nói 10.000 ước các nghĩa, thành tựu 10.000 ước các nguyện, sinh ra 10.000 ước hồi hướng, tịnh trị 10.000 ước Bồ Tát chánh vị, thấu rõ 10.000 ước pháp môn, khai thị 10.000 ước diễn nói, tu trị 10.000 ước Bồ Tát thanh tịnh. Phật tử Đại Bồ Tát này lại có vô số công đức, vô lượng công đức, vô biên công đức, vô đẳng công đức, bất khả số công đức, bất khả xưng công đức, bất khả từ công đức, bất khả lượng công đức, bất khả thuyết công đức, vô tận công đức. Phật tử Bồ Tát này nơi công đức như vậy đều đã làm đủ, đều đã tích tập, đều đã trang nghiêm, đều đã thanh tịnh, đều đã thấu triệt, đều đã nhiếp thọ, đều hay sinh ra, đều đáng khen ngợi, đều được kiên cố, đều đã thành tựu. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát lại thành tựu vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, vô cùng vô tận công đức như vậy. Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này, đối với công đức như đã nói ở trên đều đã viên mãn đầy đủ, đều đã tích tập thành tựu, đều đã trang nghiêm thanh tịnh, đều đã thấu triệt, đều đã nhiếp thọ chúng sinh, đều hay sinh ra bát nhã, đều đáng tán thán khét ngợi, đều được kiên cố bất hoại, đều đã thành tựu đạo nghiệp. Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này được danh hiệu chư Phật phương Đông, nhiều như số hạt bụi 10.000 ước A Tăng Kỳ cõi Phật nhiếp thọ. Mỗi danh hiệu lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi 10.000 ước A Tăng Kỳ cõi Phật thầy đều khác biệt. Như phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Chư Phật đó đều hiện ra ở trước mặt. Vì hiện có nước chư Phật thanh tịnh, vì nói vô lượng thân của chư Phật, vì nói mắt khó nghĩ bàn của chư Phật, vì nói vô lượng tai của chư Phật, vì nói mũi thanh tịnh của chư Phật, vì nói lưỡi thanh tịnh của chư Phật, vì nói tâm vô trụ của chư Phật, vì nói thần thông vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này được danh hiệu chư Phật phương Đông, nhiều như số hạt bụi 10.000 ước A Tăng Kỳ cõi Phật nhiếp thọ. Ở trong mỗi danh hiệu lại có Phật nhiều như số hạt bụi 10.000 ước A Tăng Kỳ cõi Phật, mỗi vị Phật đều khác biệt. Như phương Đông là như thế, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Hết thảy chư Phật đó thầy đều hiện ra ở trước mặt. Vì hiện cõi Phật thanh tịnh của chư Phật, vì nói vô lượng thân của chư Phật, vì nói mắt khó nghĩ bàn của chư Phật, vì nói vô lượng tai của chư Phật, vì nói mũi thanh tịnh của chư Phật, vì nói lưỡi thanh tịnh của chư Phật, vì nói tâm vô trụ của chư Phật, vì nói thần thông vô thượng của Như Lai. Khiến tu vô thượng Bồ Đề của Như Lai, khiến được âm thanh thanh tịnh của Như Lai, khai thị bánh xe pháp bất thối của Như Lai, hiện bày vô biên chúng hội của Như Lai, khiến vào vô biên bí mật của Như Lai, tán thán tất cả căn lành của Như Lai, khiến vào pháp bình đẳng của Như Lai, tuyên nói giống tánh ba đời của Như Lai, thị hiện vô lượng sắc tướng của Như Lai, xiển xương pháp hộ niệm của Như Lai, diễn sướng pháp âm vi diệu của Như Lai, biện minh tất cả thế giới của chư Phật, tuyên dương tất cả tam muội của chư Phật, thị hiện chúng hội thứ tự của chư Phật, hội chỉ pháp không nghĩ bàn của chư Phật, nói tất cả pháp giống như huyễn hóa, thấu rõ tánh của các pháp không có động chuyển, khai thị tất cả pháp luân vô thượng, khen ngợi vô lượng công đức của Như Lai, khiến vào tất cả các mây tam muội, khiến biết tâm như huyễn như hóa, vô biên vô tận. Tại sao ở trước nói đủ thiếu pháp? Vì Phật khiến cho tất cả Bồ Tát tu hành vô thượng Bồ Đề của Như Lai, khiến cho tất cả Bồ Tát đắc được âm thanh thanh tịnh của Như Lai, khai thị bánh xe pháp bất thối của Như Lai, hiền bày vô biên chúng hội của Như Lai, khiến vào vô biên bí mật của Như Lai, tán thán tất cả căn lành của Như Lai, khiến vào pháp môn bình đẳng của Như Lai, tuyên nói giống tánh ba đời của Như Lai, thể hiện vô lượng sắc tướng của Như Lai, xiển dương pháp môn hộ niệm của Như Lai, diễn dưỡng pháp âm vi diệu của Như Lai, bệ mình tất cả thế giới của chư Phật, tuyên dương tất cả tam muội của chư Phật, thể hiện chúng hội thứ tự của chư Phật, hộ trì pháp môn không nghĩ bàn của chư Phật, nói tất cả pháp giống như huyễn hóa, thấu rõ tự tánh của các pháp là tịch tĩnh, không có lúc nào động chuyển, khai thị tất cả pháp luân vô thượng, khen ngợi vô lượng công đức của Như Lai, khiến vào tất cả các mây tam muội, khiến biết tâm như huyễn như hóa, chẳng chân thật, là vô biên vô tận. Phật tử khi Đại Bồ Tát trụ tam muội tự tại pháp giới này, mỗi phương trong 10 phương đều có danh hiệu Như Lai, nhiều như số hạt bụi 10.000 A Tăng Kỳ cõi Phật. Trong mỗi danh hiệu đều có Phật nhiều như số hạt bụi 10.000 A Tăng Kỳ cõi Phật đồng thời hộ niệm, khiến cho Bồ Tát này được vô biên thân, khiến cho Bồ Tát này được tâm vô ngại, khiến cho Bồ Tát này nơi tất cả pháp hay nhớ không quên, khiến cho Bồ Tát này nơi tất cả pháp được huệ quyết định, khiến cho Bồ Tát này càng thêm thông minh sáng suốt, nơi tất cả pháp đều được lãnh thọ, khiến cho Bồ Tát này nơi tất cả pháp đều được sáng tỏ, khiến cho Bồ Tát này các căn dũng mãnh lanh lợi, nơi pháp thần thông đều được khéo léo, khiến cho Bồ Tát này đắc được cảnh giới vô ngại, đi khắp pháp giới luôn không ngừng nghỉ, khiến cho Bồ Tát này được trí vô ngại rốt ráo thanh tịnh, khiến cho Bồ Tát này dùng sức thần thông tất cả thế giới thị hiện thành Phật. Các vị Phật tử khi Đại Bồ Tát trụ tam muội tự tại pháp giới này, mỗi phương trong 10 phương thế giới đều có danh hiệu Như Lai, nhiều như số hạt bụi 10.000 A Tăng Kỳ cõi Phật. Trong mỗi danh hiệu đều có Phật nhiều như số hạt bụi 10.000 A Tăng Kỳ cõi Phật, đồng thời hộ niệm Bồ Tát trụ tam muội này, khiến cho vị Bồ Tát này được vô biên thân, khiến cho Bồ Tát này được tâm vô ngại, khiến cho vị Bồ Tát này nơi tất cả pháp đắc được sức nhớ không quên, do đó một khi lọt qua tai vĩnh viễn là giống đạo, khiến cho vị Bồ Tát này nơi tất cả pháp đắc được huệ quyết định, vì có con mắt chọn pháp cho nên có trí huệ quyết định, khiến cho vị Bồ Tát này càng thêm thông minh sáng suốt, nơi tất cả pháp đều được lãnh thọ, khiến cho vị Bồ Tát này nơi tất cả pháp hoàn toàn được minh bạch sáng tỏ, khiến cho vị Bồ Tát này các căn dũng mãnh lanh lợi, nơi pháp thần thông tự tại hoàn toàn đắc được phương tiện khéo léo, khiến cho vị Bồ Tát này đắc được cảnh giới vô ngại, đi khắp pháp giới luôn không ngừng nghỉ, khiến cho vị Bồ Tát này được trí vô ngại rốt ráo thanh tịnh, khiến cho vị Bồ Tát này dùng sức thần thông trong tất cả thế giới thị hiện thành Phật.